Khương Tử Nha, mau kêu Dương Tiễn ra gặp ta. Đồ tôn Dương Tiễn của ta có trọng trách trên vai, làm gì rảnh mà gặp ông. Khương Tử Nha, tên khốn Dương Tiễn đâu rồi? Đi vận chuyển lương thảo, trong nửa tháng không có trong trại. Vậy được, vậy thì đám các ngươi đền mạng cho đệ tử ta. Nhất khi đại tiên, ông tu hành ở Bồng Lai, không lẽ không hiểu ý trời hay sao? Ý trời? Ý trời chính là muốn bần đạo trả thù rửa hận cho đồ đệ. Đạo huynh à, ông làm vậy là vì tư thù, sao lại đem nói chung với thiên mệnh thế đạo như vậy được? Khương thượng, ông nói ra nghe thử. Đạo huynh, thế đạo hiện nay trụ dương vô đạo, tội ác tày trời, trời nộ dân quán, 800 chư hầu khắp thiên hạ cùng thảo phạt. Đại chu ta thuận theo ý trời, đông chinh phạt trụ. Đạo huynh à, ông cần gì vì đồ nhi không biết tốt xấu mà dẫm lên vết xe đổ, tự tìm cái chết chứ? Nói năng sằng bậy. Khương Tử Nha, ông khoác lác gạt người. Nếu không giết ông, làm sao ăn nói với đồ nhi đã mất của ta đây? Ôi! Nhất khí đạo huynh đắc tội ông rồi ha. Đạo huynh là đồ đệ của ta Ngũ Nghịch, đi trộm thú cưỡi của ông, nhưng vẫn chưa trộm thành. Người ta nói tha được người thì nên tha, sao ông nhất quyết phải đẩy hắn vô chỗ chết mới vui lòng chứ? Cụ Lưu Tôn, ngươi còn mặt mũi nói sao? Là Dương Tiễn của Ngọc Hư Cung các ngươi lừa đơn dược của ta trước, lừa đơn dược của bần đạo cũng thôi đi, tại sao còn phải giết chết đồ đệ dư quá của ta? Đạo huynh, ai kêu đồ nhi dư quá của ông làm trái ý trời? Nếu không giết hắn, trời đất khó dung. Đồ thô lỗ vô sĩ, mà kệ các ngươi nói năng bừa bãi. Dù gì đạo gia đã bị các ngươi bắt rồi, ta muốn coi các ngươi có thể làm gì đạo gia ta đây. Lý Tịnh, Lý Tướng Quân, có mặt tướng. Lôi Nhất Khí đạo nhân này ra khỏi Viên Môn, chém đầu thị chúng. Trung lịch. Nhất Khí đại sư, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của ngươi. Nếu như bây giờ ngươi chịu hối cải, ta có thể bẩm báo Khương Nguyên Soái xin tha tội. Bất phí lời đi, ta muốn coi ngươi làm sao chém ta. Nếu đã như vậy, lời hay không khuyên được kẻ đáng chết, vậy thì ngươi đừng trách ta. Tới đây chém đi nè, ta muốn coi thử rốt cuộc là bảo kiếm của ngươi sắc bén hay cổ của gia gia nhà ngươi cứng hơn. Thank you.
Hoàng Minh tướng quân, dùng rìu kiếm của người hành hình. Dạ. Dạ. Hả? Còn bản lĩnh gì nữa, lấy ra đây dùng hết đi. Khương Tử Nha, cựu Lưu Tôn, ta coi các người làm sao xử trảm ta. Hey, đạo gia ta không chơi với các người nữa, ta phải đi ngủ đây. Trung quân lúc nãy nói người này không sợ kiếm chém rìu bổ à? Nguyên soái, chúng ta giết hắn không chết, bây giờ làm sao xử trí hắn đây? Sư đệ, ở kia có phải Nhất Khí đạo hữu không? Hả? Đại sư huynh, xin huynh từ bi rộng lượng, thương đạo hạnh ngàn năm của đệ tu hành không dễ. Đại sư huynh xin hãy tha cho bậc đạo đi ha. Đệ không dám chống chọi với Khương Thượng nữa, sau này đệ sẽ không dám cản quân Chu Đồng Tiến nữa. Đại sư huynh, Vũ sư huynh, Nhất Khí đạo huynh này thật ra chỉ vì dại dột nhất thời nên đã hối hận, xin hãy cho huynh ấy cơ hội để ăn năn hối cải đi. Vô Lượng Thiên Tôn, Tử Nha sư đệ, để thực hồ đồ thả Nhất Khí đi, đó tức là thả cọp về rừng, hậu quả khôn lường. Nghịch thiên hành sự, đạo trời khó dùng, uống hồ gì Nhất Khí là người có tên trong bản phong thần, lần này bần đạo xuống núi là chỉ thay trời hành đạo mà thôi. Hạ mình giảng hòa với các người, các người vẫn cứ không chịu buông tha, muốn đối đầu với ta. Được rồi, bần đạo cũng muốn coi ba đệ tử Ngọc Hư Cung các người có tài cán gì ghê gớm, có thể lấy được cái đầu của bần đạo đây. Người tự chuốc lấy. Coi huynh làm gì được ta, coi huynh làm gì được ta. Bảo bối hãy quay mình. Ta không tin. Bổn lão trước mặt ba đệ tử Ngọc Kim Tra Mộc Tra, hai con mau đi báo cho tướng quân Lý Tịnh, xin ngài thống lĩnh lính cũ của Đặng Cửu Công ngày mai đi đánh xuyên Vân Quan. Đệ tử tướng lĩnh. Từ tướng quân, nghe nói về xuyên Vân Quan ngài nắm rất rõ, mong ngài chỉ giáo thêm. Xuyên Vân Quan chủ soái Từ Phương quả thật là đệ tôi. Ngay từ nhỏ bản tính cao ngạo, các đại tướng dưới trướng ngoài Chánh Tiên Phong, Mã Trung, Phó Tiên Phong, Long An Các võ nghệ cao cường ra, những người còn lại không đáng nhắc tới.
đệ đệ tôi từ phương cô giả tầm lớn, nhưng gặp việc lớn lại không biết tự lượng sức. Tôi luôn lo đệ ấy không biết lượng sức, tự thủ xuyên dân quan, nhưng từ nhỏ đã rất nghe lời tôi, chỉ mong lần này đệ ấy cũng chịu nghe theo lời khuyên của tôi, không động đau thương, phản trụ theo chu, thì có thể tránh cho 10 vạn quân dân của xuyên dân quan tránh khỏi tai ương chiến loạn. Tốt. Nếu từ tướng quân có thể khuyên lệnh đệ phản trụ theo chu, đó sẽ là công lớn cho việc đông chinh phạt trụ. Binh sĩ thủ thành nghe đây, ta là ca ca của Từ Phương, chủ soái các ngươi Từ Cái, hãy mau mở cổng thành. Huynh đệ, canh nhạn đã nấu xong chưa? Ủa, sao vẫn chưa bày yến? Kẻ nào vừa tới, khai rõ họ tên. Huynh đệ, sao đệ vẫn cứ như con nít vậy? Cứ cố ý đùa giỡn với ca ca, hả? Ngươi là ai chứ? Lời nói của ngươi, bổn quan không hiểu. Ê, huynh đệ, đừng có giỡn nữa. Không lẽ cả huynh trưởng của đệ đây cũng không nhận ra hay sao? Quân đâu? Bắt kẻ phản nghịch này cho ta. Hả, huynh đệ? Huynh đệ, đệ tính làm gì vậy? Từ lão đại mặt dày trơ trẽn kia, lão thất phu làm nhục tổ tiên. Người đã đầu hàng giặc, người nhẫn tâm bỏ mặt gia quyến bị hại ở Triều Ca. Hôm nay người tới đây như thiêu thân lao vào lửa đỏ. Đúng là tổ tiên linh thiêng, không muốn nhà họ Từ rơi vào cảnh tru di cửu tộc. Từ Phương, ngươi giỏi lắm. Ngươi muốn bắt ca ca ngươi thật sao? Từ Phương, ngươi mới là thất phu không biết tốt xấu. Hiện nay thiên hạ đều đã theo chu, trụ dương ắt vong, thay triều đổi chủ chỉ là việc sớm muộn mà thôi. Từ lão đại, chết tới nơi còn dám buông lời dụ dỗ ta? Mã Trung, Long An Cát, có đem tên thất phu phản nghịch vô liêm sĩ này giam vào đại lao, chờ bắt luôn chu Võ Dương và lão Khương Thượng, sẽ cùng giải về Triều Ca. Đó. Ê, huynh đệ, huynh đệ, nghe ta nói đã, huynh đệ. Ta là chánh ấn tiên phong xuyên dân quan Mã Trung, còn ngươi là ai? Ta là đại tướng Tây Chu Thái Loan. Các ngươi không nghe lời khuyên chân thành của Từ Cái tướng quân, tự tiện đường chết, không được nói bừa. Để ta bắt hết các ngươi cùng dễ về Triều Ca lãnh thưởng. Cầm ẩm Lý tướng quân, Thái Loan tướng quân bị tướng trụ đâm đớ xuống ngựa, bắt sống về thành rồi. Truyền lệnh của ta, dắt ngựa lấy thương, để ta đích thân xuất thành đi cứu Thái Loan tướng quân về. Dạ. Phụ thân, phụ thân. Phim được dịch và lồng tiếng tại iFilm. Hai vị bái kiến phụ thân đại nhân. Kim Tra Mộc Tra, các con không ở bên cạnh Khương Nguyên Soái, lại đi về đây làm cái gì? Hai đứa con phụng lệnh Khương Nguyên Soái quay về đây để trợ giúp phụ thân một tay. Tốt. Hai đứa con tới đây thật đúng lúc lắm. Tướng địch đã qua khiêu chiến, Thái Loan tướng quân tiên phong nghinh chiến, giờ đã bị bắt sống, bây giờ sống chết chưa rõ. Phụ thân không cần quá lo, cứ để con với ca ca đây ra trận cứu Thái Loan tướng quân về. Tốt. Quân trụ trên thành kia nghe cho rõ đây, mau kêu Mã Trung ra đây chịu chết. Ngươi là kẻ nào? Không lẽ cũng muốn theo làm bạn với Thái Loan sao? Ta là đệ tử Ngọc Hư, tên là Mộc Tra. Hả? Ngươi là Mộc Tra, ca ca của Na Tra? Đúng vậy. Còn không mau xuống ngựa đầu hàng đi, không lẽ ngươi không muốn sống cho đến hết ngày hôm nay?
đáng chết. Chết. Tướng kia khai tên. Ta là phó tướng tiên phong Xuyên Chân Quang, Long An Cát. Người khai tên đi. Ta là tướng quân Đại Chu Đặng Tú. Đi. Quỳ xuống. Quỳ xuống. Quỳ xuống. Bại tướng quân Chu, nếu đã bị bắt, còn không quỳ xuống xin tha. Ta bị tà thuật bắt được, nguyện xả thân báo quốc. Dạy hắn xuống, đi bắt thêm vài tên, rồi giải tất cả về triều ca lãnh thưởng. Dạ, đi. Tướng kia lại. Con trai Lý Tịnh, tên là Mộc Tra. Hắn chính là theo học đạo ở Ngọc Hư Cung, theo lời dặn của sư tôn nên ra tay trước giành lợi thế, không thể dây dưa như Đặng Tú ngày hôm qua được. Tiếp chiêu. Chà. Chủ soái, Mạc tướng đã bắt được chủ soái Đại Chu công đánh Xuyên Dân Quan chúng ta Lý Tịnh về đây. Chờ bắt được cả Khương Tử Nha rồi, Tây Chu cũng sẽ hết đời. Long tướng quân, tướng quân là niềm tự hào của Xuyên Dân Quan, ta sẽ dâng tấu chương biểu dương gửi về triều ca. Xin đại dương phong thưởng thật là hậu cho tướng quân. Đa tạ chủ soái cất nhắc, Mạc tướng cảm kích vô cùng. Long tướng quân không cần khách sáo. Việc trấn thủ Xuyên Dân Quan cùng nhiệm vụ ngăn chặn quân Chu chiếm đóng còn phải trông chờ vào tướng quân. Rõ. Hả? Khương Nguyên Soái cuối cùng cũng cho được Nguyên Soái tới. Trong lòng Mạc tướng cứ lo lắng không thôi, chỉ sợ Long An Cát thừa cơ tiến đánh. Nam cùng tương vương, ngài biết trước mà đề phòng như vậy thực sự là một điều đáng quý. Nay bần đạo đã tới đây, ngài có thể về nghỉ ngơi một giấc được rồi. Ngày mai sẽ có Na Tra ra trận ắt phá được địch. Ngươi chính là Long An Cát, dùng tà thuật bắt phụ thân quân trưởng ta. Nội tổ của ngươi đây. Họ Long kia, nghe cho rõ đi, mau thả người thân của ta ra, quy hàng Đại Chu ta, ta tha cho ngươi không được sống. Na Tra, nhớ cha và ca ca sao? Xem pháp bảo của ta đây. Vào nhà giam gặp bằng đi, khoanh tay chịu trói, còn chờ gì nữa. Ngươi cho ta dòng nhỏ, ta trả ngươi dòng lớn nè. Rút. Thôi chết rồi. Long tướng quân đã chết, lấy ai để giữ thành đây? Triều ca nếu còn chưa phái binh tới cứu, Xuyên Dân Quan sẽ nguy ngập mất. Sẽ nguy ngập mất. Chủ soái, trước cửa có người cầu kiến. Ai vậy? Một đạo trưởng tướng mạo hung dữ, nói là họ Lữ, là sư phụ của Long An Cát. Mau mời ông ấy vào sảnh gặp ta. Tuân lệnh.
không biết tiên trưởng từ núi tiên đạo tới. Bần đạo là nhà luyện khí đạo Cửu Long Lửa Nhạc, thân công báo là sư đệ ta, để nhờ ta tới đây giúp ngài phò trụ diệt chu. Tiếc là bần đạo đã tới trễ một bước rồi. Đồ đệ Long An Cát đã bị tướng địch Na Tra hại chết. Long tướng quân sinh thời với ta là tình như huynh đệ. Tiếc là Mạc tướng tài nghệ quá kém cỏi, không thể trả thù rửa hận cho huynh đệ, cảm thấy rất là hổ thẹn. Tướng quân bình tĩnh, bần đạo tới đây là muốn cùng tướng quân trả thù cho đệ tử ta, rửa mối nhục này. Có tiền trưởng đây, vậy xuyên dân quan được cứu rồi. Người đâu, mau bày tiệc rượu vì tiên trưởng tiếp đón tẩy trần. Đừng vội, chờ bần đạo để lừa quân địch đánh cho chúng thua tan tác xong rồi quay về đây uống rượu còn kịp mà. Khương Tử Nha, mau ra đây chịu chết. Tiểu Na Tra, người dám giết đệ tử của ta Long An Cát còn không báo đền mạng. Ta còn tưởng là ai, thì ra là Ôn Thần Lữ Nhạc ngày nào. Súc sinh kia, hãy mau nạp mạng đi, đền mạng cho đệ tử ta. Còn đã, Lữ Đạo Hữu ngày trước ông thoát chết trở về còn không biết hối cải, hôm nay tới đây nộp mạng. Nghĩ tình chúng ta, cả hai người đều có cùng một sư tổ. Bần đạo khuyên ông quay đầu là bờ. Nói sẵn nói bậy, các người giết đệ tử ta, hiếp đáp sư môn Bích Du Cung ta, chuyện này không thể nhịn được nữa. Bần đạo đã luyện được pháp bảo vô địch, hôm nay tới đây là để thanh toán thù mới nợ cũ với các ngươi. Có giỏi thì cứ ra tay đi, tiếp chiêu của ta. Thất phu còn biết lượng sức, tiếp chiêu. Đại Dương, người cũng đã dẫn đại đội binh mã gấp rút tới đây rồi. Tới sớm một bước để cùng tướng phụ kề vai chiến đấu. Đại Dương, người đích thân tới còn vì một lý do khác, lão thần đã biết. Vì vậy xin Đại Dương hãy nghe một lời của lão thần đây. Là lời gì? Nói ra nghe thử. Đại Dương, là chủ của muôn dân, muôn người hướng về, tuyệt đối không thể vì Tử Ngư tiểu thư mà suốt ngày tâm sự trùng trùng, càng không thể vì nóng lòng muốn tìm được Tử Ngư tiểu thư mà tự mình thân chinh tìm phim kiếm. Phim được dịch và lồng tiếng tại iFilm. Nhất là không thể để lộ mặt ra trước xuyên dân quan được. Còn về hành tung của Tử Ngư tiểu thư để lôi chứng tử đi tìm thai được rồi. Tướng phụ nhọc lòng, cơ phát đã hiểu. Hành tung của Tử Ngư tiểu thư lão thần cũng có để ý rồi. Giả lại lão thần linh cảm được, chỉ cần chúng ta chiếm đóng được Đồng Quan, Đại Dương có thể sẽ gặp lại được Tử Ngư tiểu thơ rồi. Nhảy nhép Na Tra đó đâu? Hôm qua bần đạo sơ ý khinh địch mới bị tên ranh đó đánh lén mà chịu thiệt một chút. Hôm nay bần đạo nhất định trả thù. Lão già con biết lượng sức, có lôi chứng tự ta đối với ngươi cũng dư sức thắng rồi, cần gì tới sư huynh Na Tra chứ. Wow!
Thượng tiên giá lâm, thật quá vinh hạnh. Sư huynh, huynh tới rất đúng lúc. Đệ tử huynh bị tên ác đạo Lữ Nhạc đã thương. Sư đệ đây đang lo chưa có cách gì để mà chữa trị. Ờ, mừng đạo tới đây cũng là để giải kiếp nạn cho đồ đệ đó. Tụ đứng lên vận động coi sao. Dạ sư phụ. Đa tạ sư phụ. Tốt quá, Ngọc Hư đạo pháp quả nhiên quyền diệu vô cùng. Phim được dịch và lồng tiếng tại iFilm. Tư sư huynh, cô cả Kim Trà cũng bị Lữ Nhạc đả thương, có thể nhờ tư sư huynh sẵn tiền của cả Kim Trà luôn. Được. Tạ sư bá cứu giúp. Bao ngoài thành có một đạo trưởng họ Trần cầu kiến. Mau mời. Mời. Sư đệ, vị này là chủ soái của Xuyên Dân Quan, Từ Phương tướng quân. Từ tướng quân, đây là sư đệ đồng môn của ta, thượng tiên ở Bích Du Cung Trần Canh. Nghe danh đã lâu. Xin chào Từ tướng quân. Sư huynh, vết thương trên vai là do ai đánh vậy? Bị Hoàng Kim Cung của Lôi Chấn Tử đã thương. Linh đường dự dụ của ta vậy mà không hề hữu hiệu. Ồ, để bần đạo thử xem. Khả năng trị thương của sư đệ thật đáng nể phục. Sư đệ, ôn tiên tán của chúng ta đã luyện thành,
tội gì mà không dàn trận Ôn Tiên. Ôn Tiên tán mở ra, Khương Tử Nha và Cơ Phát coi như tới số. Lữ Nhạc, ngươi dàn trận Ôn Tiên gì đó, làm chuyện dư thừa, chi bằng chúng ta một chọi một. Tên nhãi nhép hiếp người quá đáng, người giết đệ tử của ta trước còn dám ngang ngược ở đây, lẽ nào bần đạo lại sợ ngươi hay sao? Hôm nay ta sẽ quyết một trận sống mái với tên súc sinh nhà ngươi. Ê sư huynh, khoan đã, nếu để ra đấu với họ thì chúng ta còn dàn trận này làm gì chứ? Nếu các ngươi đã biết được chúng ta đang dàn Ôn Tiên trận thì có dám vào phá trận không? Ngươi còn chưa dàn xong trận, phá trận, phá trận gì chứ? Giờ các ngươi dàn xong trận rồi là mới phá trận, chuyện dễ như không thôi. Lữ Nhạc, ngươi không ngại phiền phức, chờ ngươi dàn xong Ôn Tiên trận tụi ta tới phá sau. Đám nhãi nhép các ngươi, ngươi chờ mà vùi thay trong tiên trận huyền diệu vô song này của ta đi. Vậy Lữ Đạo Hữu, lẽ nào ông nhất định dàn trận độc này để cản quân ta đông tiến hay sao? Khỏi phải nói nhiều, nếu coi giỏi thì chúng ta hãy đấu tay đôi. Lữ Đạo Hữu, ông không nghe lời khuyên chân thành của ta, nghĩ chúng ta chỉ còn cách quyết một trận thư hùng, chỉ sợ tới lúc tàn trận người chết rồi thôi cũng không kịp. Không cần lo, thôi cùng ta vào trận nói chuyện.
Các tiến sĩ nhà Chu kia, Khương thị nhà nguyên soái các người đã bị nhốt trong ung tiên trận chết tới nơi rồi. Hãy đi báo cho tiểu tử Cơ Phát mau lui binh, trả biên quan cho Thiên Triệu Ân Thương, còn nếu không chỉ còn con đường chết. Đó là lời bịa đặt của Lữ Nhạc thôi, mục đích là muốn làm lung lay sĩ khí của quân Đại Chu ta. Ta tin là Tử Nha nhất định có thể gặp dữ qua lành, tai qua nạn khỏi thôi. Đại Dương, đâm chinh chưa thành, nhà trụ chưa diệt. Tử Nha sẽ không chết dễ dàng như vậy được đâu. Tướng phụ, tội nghiệp tướng phụ, người tuổi đã cao vậy rồi, còn gì dạng dương thiên hạ thay thế Cơ Pháp gánh chịu tai kiếp này. Cơ Pháp chỉ hận không thể tự mình đi thay, lấy làm hổ thẹn. Tưởng Phương tử nhà ở đâu vậy? Tiên tưởng à, bảo tức phu Khương thượng này dù đã bị dây trong trận chứ cũng biết khi nào hắn mới chết vậy. Từ tổng binh được đồn nóng ông tôn tiên tám của bần đạo là thứ ôn dịch mạnh nhất hiện nay, bị nhốt ở trong đó người phàm một ngày, tiên già 36 ngày sẽ chết. Tên Khương thượng này chỉ mới là bán tiên thôi, cùng lắm chỉ là 9 ngày. Trời ơi, chậm quá rồi, chậm quá rồi. Tốt nhất làm cho Khương thượng chết luôn bây giờ đi. Bần đạo cũng muốn như vậy lắm, cho nên mỗi ngày vào trận lần lượt sáng trưa chiều 3 lần gia tăng công lực lên cây dù báo để sớm kết liễu cái mạng của lão thất phu này. Làm phiền tiên trưởng, mặt tướng sẽ dâng tấu về Triệu Ca để đại dương biết công đức của tiên trưởng, và xin đại dương phái binh cử tướng chi viện cho Xuyên Vân Quan. Tướng quân dân tấu cầu viện thì được, nhưng không cần nhắc tới bần đạo. Ngài là tướng trụ, xin được phong thưởng là lẽ đương nhiên. Bần đạo là đại tiên thượng giới, không nhận tước lộc của trụ dương nói cũng bằng thừa. Từ tướng quân, ngài chỉ dân biểu thôi chưa đủ, còn phải đóng xe tù đem đám tướng Chu và ca ca của ngài áp giải về Triều Ca, đoái công chuộc tội, xin đại dương khoan hồng. Phim được dịch và lồng tiếng tại iFilm. Ngọc Hư Cung hiếp đáp Bích Du Cung chúng ta đã từ lâu rồi. Trước nay bần đạo vẫn nể tình hai cung chúng ta vốn có chung sư tổ, nhiều lần nhẫn nhịn, luôn dùng sự thiện chí để mà cảm hóa họ. Mong họ sớm biết hối cải để tránh cảnh người nhà giết nhau, làm sư tổ của các con đau lòng. Nhưng đám đệ tử vô sĩ Ngọc Hư lại cho rằng sư phụ yếu đuối dễ ức hiếp, ngày càng lộng hành trắng trợn, càng ngày càng quá quắt hơn. Hôm nay sư phụ quyết định phải trừng phạt những hành vi bất nghĩa của họ. Đa Bảo, Kim Linh, Ô Dân, Quy Linh, bốn thanh tiên kiếm Tru, Lục, Thảm, Tuyệt, sư phụ trao cho các con ở đâu rồi? Dạ đây. Bốn thanh kiếm này là vật của tiên thiên, 3.000 năm trước sư tổ của các con đã ban cho sư phụ làm bảo vật trấn cung. Hôm nay ta muốn để Chu tiên kiếm, Lục tiên kiếm, Thảm tiên kiếm, Tuyệt tiên kiếm tái xuất giang hồ, hối tội Ngọc Hư. Sư phụ, đồ nhi, con phải xuống núi rồi. Sư thúc con Khương Tử Nha sắp mãn tài kiếp, đúng lúc con tới Xuyên Vân Quan để đại phá ôn tiên trận, giải dây cho Khương sư thúc, và cũng để giải thoát mối họa lao tù cho bốn người Lý Tịnh,
Sư phụ, đệ tử làm nổi không? Con là đệ tử Ngọc Hư, tiên gia chánh thống, sao lại làm không nổi? Sư phụ sẽ tặng thêm cho con một bảo vật, có thể giúp con hộ thân ra trận giết giặc. Dương Nhậm, đây chính là pháp bảo đại phá ôn tiên trận của con. Cây quạt này tên là quạt ngũ quả thần nhiệm, thần lực phi phàm. Sau 3 ngày nữa, Khương sư thúc còn mạng tai kiếp, con có thể dùng quạt này phá trận của địch, cứu sư thúc của con ra. Sư phụ, chừng nào đệ tử lên đường? Ngày mai giờ Mão lên đường. Sư phụ tính được giờ thìn ngày mai có 4 xe tù áp giải từ Xuyên Vân Quan đi. Chờ các xe tù cách xa Xuyên Vân Quan rồi, con mới được cướp xe cứu người, cứu được tướng Chu rồi, nói họ cải trang trà trộn vào thành. Chờ tới lúc đó phá trận công thành để làm tiếp ứng. Đường lại. Ta là Dương Nhậm, đệ tử Ngọc Hư. Người bị nhốt trong xe là ai và sẽ đi đâu? Những người trong xe tôi đều là phản thần. Ta phụng lệnh chủ tướng Xuyên Nhân Quan đưa về triều ca. Tướng quân, thiên đạo thuộc về minh chủ. Ta khuyên tướng quân thuận theo ý trời, chi bằng thả những vị tướng này cùng ta quy thuận Đại Chu, sẽ không mất thời cơ phong hầu. Ngươi đừng nằm mơ, đừng hòng. Xem đây. Hủy, hủy. Chạy đi. Thật lợi hại. Đa tạ ân công. Các vị tướng quân vất vả rồi. Ta không xa lạ là sư đệ của Khương Tử Nha Dương Nhậm, phụng lệnh của sư phụ ta tới cướp xe tù giải cứu các vị tướng quân. Sư phụ ta thần cơ dự toán, sau khi các vị cải trang xong, hãy đi vào Xuyên Vân Quan ẩn náu một thời gian, chờ khi phá trận công thành, trong ứng ngoại hợp, Xuyên Vân Quan sẽ tiêu tùng. Tuân lệnh. Bao! Bẩm đạo trưởng, có người kỳ dị, trong mắt có tai, trong tai có mắt ở ngoài viên môn. Tới đây đúng lúc lắm, mau mời vào đây đi. Dạ. Sư thúc tại thượng xin nhận đệ tử một lại. Miễn lễ. Dương Nhậm, phụng lệnh sư phụ xuống núi. Trên đường có gặp nhóm người của Lý Tịnh không? Đệ tử chẳng xe tù cứu được. Nhóm người Lý Tịnh, Mộc Tra, Từ Cái, Đặng Tú ra rồi. Theo lời căn dặn của sư phụ, cho họ cải trang và quay về Xuyên Vân Quan. Ngày công phá thành, họ là nội ứng. Tốt lắm. Dương Nhậm, trách nhiệm đại phá ôn tiên trận này không thể thiếu con được. Còn 2 ngày nữa, tai kiếp của tiểu nha sư thúc con sẽ hết. 2 ngày sau, sẽ do con đi công phá thành. Đệ tử tuân lệnh. Vào ngày phá trận, các tướng không được ra khỏi viên môn, chỉ được đứng nhìn từ xa để tránh nhiễm phải bệnh ôn dịch đó. Sau khi Dương Nhậm phá trận, sẽ có 3 tiếng pháo hiệu lệnh, tất cả tiến ra viên môn, tấn công Xuyên Vân Quan.
Tướng lĩnh. Lĩnh. Tướng lĩnh. Lữ Nhạc, người phá trận đã tới, mau ra trận gặp ta. Ngươi là kẻ nào dám tới phá ung tiêm trận của ta? Ta là đệ tử Ngọc Hư Dương Nhập, theo pháp chỉ sư môn tới phá trận độc của ngươi. Chẳng lẽ ngươi là Dương Nhậm đại phu trong điện trụ dương trước đây sao? Đúng rồi, chính là ngươi. Do ngươi thẳng thắn can gián nên bị trụ dương móc hai mắt. Ông ta là quân, ngươi là thần, đâu thể nuôi thù giúp người khác diệt giáng sơn thành thang. Cấm miệng. Trụ dương đã mất hết nhân tính, giết vợ giết con, tội ác tày trời, thiên hạ người trời quán thang. Chính bản thân hắn chôn sống giang sơn thành thang, phụng hoàng cất tiếng võ dương được lòng thiên hạ. Lữ Nhạc ngươi nghịch lại ý trời, ý đồ thay đổi càn khôn. Lữ đạo trưởng, hãy nghe lời khuyên của ta, mau thu lại ác trận này, về đảo Cửu Long tu hành tiếp đi. Nếu không đại nạn sẽ tới, hối hận cũng muộn màng. Dương Nhậm, ngươi chỉ là thư sinh yếu đuối, có bản lĩnh gì mà dám ngang ngược như vậy? Bần đạo thương ngươi trước đây nổi tiếng là trung thần, khuyên ngươi mau quay về đi, kêu sư phụ sư tổ ngươi tới đây phá trận đi. Lữ Nhạc, ngươi chết tới nơi vẫn còn mê muội, vậy chúng ta sẽ tranh tài trong trận chiến này.
Sư thúc, tướng phụ, nhanh lên. Sư thúc, tướng phụ, người đã chịu khổ thay cho chúng sinh. Cô Dương hợp bệnh không thể chịu thay. Thượng tiên, đã để các vị lo lắng rồi. Tướng phụ, tử nha sư đệ, tử nha sư đệ, Dương Nhậm đã phá được Ôn Tiên trận, lập được đại công, loại bỏ được trở ngại tấn công Xuyên Vân Quan rồi hả? Bây giờ tử nha sư đệ, để cứ yên tâm nghỉ ngơi thoải mái tịnh dưỡng ở trong lều trại đi, đợi bần đạo chỉ huy các tướng tiến trống phá hiệu đoạt lấy Xuyên Vân Quan. Tốt, tốt lắm, tốt. Đừng giết tôi. Người biết thức thời là Trang Tuấn Kiệt, mau bỏ vũ khí xuống, miễn tội chết. Bỏ xuống đi, bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi. Giữ tính mạng không được đâu hang. Dương Nhậm này còn có tên Khương Tử Nha, quỷ hoại Ôn Tiên trận, Lữ Nhạc đã không còn. Nếu như vậy thì Xuyên Vân Quan sẽ bị phá. Nương nương, lần này tuyệt đối không uổng công vô ích. Sư tôn bần đạo Bích Du cùng giáo chủ Thông Thiên giáo bày chu tiên trận, từ đây giang sơn thành thang ta vững chãi kiên cố, không hề dao động. Đi. Hai vị tới rồi. Hai vị sư huynh, xem ra đây chính là quả của Tử Nha và Bích Du Cung. Hổ thẹn, hổ thẹn. Là quả do sư đệ gây ra, đã khiến các sư huynh vất vả rồi. Sư đệ, cái quả này hay lắm đó. Nếu như đệ không chọc giận sư thúc, bày ra chu tiên trận, môn hạ của Ngọc Hư Môn đâu thể tụ hợp với nhau được.
nữa. Chào sư huynh. Chào sư huynh. Tại đây Tử Nha kính cẩn nghiêm mình thỉnh an các sư huynh sư tỷ. Tử Nha không cần khách sáo. Đúng, Tử Nha không cần khách sáo, đều là huynh đệ đồng môn hết. Người tới trước là chủ. Các vị sư đệ theo ta tới liệt lao nghỉ ngơi. Đệ sư huynh tới rồi kìa. Cung kính đại sư huynh giả đạo. Các vị sư đệ sư muội không cần đa lễ. Lúc nãy bần đạo tới đây, đứng trên không nhìn Chu Tiên Trận, thấy rõ sát khí ngút trời lên tận mây xanh. Đại sư huynh, đệ và các sư đệ cũng muốn tới đó quan sát. Sư tôn chưa tới, các đệ cứ đứng từ xa quan sát, không được tới gần để tránh phiền phức. Nhớ lấy, trận này vô cùng hiểm ác, bần đạo vẫn còn rất nhiều chỗ chưa hiểu ra, mọi người tuyệt đối không được vào trận. Nhìn kìa, đó, thấy chưa? Cửa đông có treo cây Chu Tiên kiếm, cửa nam là Lục Tiên kiếm, cửa tây Hãm Tiên kiếm, cửa bắc Tuyết Tiên kiếm. Quá lợi hại, cửa nào cũng là cửa tử, đều là đường cùng hết. Đúng vậy. Đào kiếm gương giáo làm sao thoát quả Chu Tiên? Trừ yêu diệt ma, trái lại cơn giận vô minh tâm quả, đại la kim tiên sinh tử do ta khống chế, Ngọc Hư Cung ghi ra tai họa, xuyên tâm bảo tỏa, quay đầu sẽ biết là lừa lọc, đều khó tránh khỏi. Đột nhiên nổi cơn phong ba, ô hô bi thương, tất cả đều chịu tai họa. Các vị sư đệ, các đệ nghe bài này của Bích Du Cung, ý tứ lương thiện. Đúng vậy. Quán Thành Tử, Bích Du Cung đã bảo đạo nhân tới rồi. Đa bảo đạo nhân, ông bày ra trận này làm nhiều chuyện ác, đạo đức tu hành sư tổ truyền cho Bích Du Cung đi đâu hết rồi? Người ăn nói bậy bạ. Quán Thành Tử, bọn ngươi đã ngang ngược giết đệ tử của Bích Du Cung, đây chính là đạo đức tu hành mà sư tổ truyền cho Ngọc Hư Cung hay sao? Bình tĩnh đi. Đại sư huynh cũng đã nói trước rồi, ta thấy chúng ta nên về liều lao trước đi. Phim được dịch và lồng tiếng tại iFilm. Sư tổ giá đâu? Đệ tử kính sư tôn, chúc sư tôn giảng hòa vô thương. Đứng dậy đi. Đêm nay sẽ ngồi trong liều lâu, ngày mai xem trận, lát nữa sư bá của các con sẽ tới.